Tăng Thanh Hà dạy con theo kiểu Bill Gates, giáo dục cho các bé về lòng biết ơn, không ỷ lại vào sự giàu có của gia đình. Sau 9 năm làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà đã có hai nhóc tỳ cực kỳ đáng yêu là Risha và Louis. Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu nứt đố đổ vách, nhưng thông qua hình ảnh ngọc nữ chia sẻ trên mạng xã hội, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh hai Ricky này tự tay làm việc nhà hay viết thư tay cảm ơn bố mẹ. Đó là nhờ cách dạy con vô cùng đặc biệt của Hà Tăng, giúp các nhóc tỳ luôn giản dị, khiêm nhường và tự lập từ khi còn bé. Mặc dù hiếm khi khoe mặt Risha và Louis trực tiếp, nhưng Hà Tăng vẫn thường xuyên cập nhật về hoạt động của các con. Quy tờ Risha dù 6 tuổi nhưng đã sử dụng tiếng Anh thành thạo. Công chúa Louis cũng sử dụng ngoại ngữ lưu loát không kém. Trong dinh thự triệu đô, không thiếu gì giúp việc, nhưng các cậu ấm cô chiêu vẫn được mẹ dạy hai sao, tưới cây, trang trí nhà cửa, làm bánh, nấu ăn. Thậm chí, nàng ngọc nữ còn tự hào khoe, Louis dù mới 4 tuổi nhưng tự tay rửa chén đĩa giúp mẹ. Tuy còn lúng túng vụng về và chậm chạp vì đôi tay quá nhỏ, nhưng có thể thấy ái nữ nhà Hà Tăng vô cùng tự giác, chăm chỉ. Còn anh cả Richa thì chẳng những biết tưới cây, còn thường xuyên ra vườn chăm sóc cây xanh và hái rau giúp mẹ. Nhìn con trai tự tay tỉ mỉ chuẩn bị cho bữa tối giúp mẹ, Hà Tăng không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc, tự hào. Dù đang là những nhóc tỳ ở tuổi ăn tuổi chơi, nhưng cả Richa và Louis đều không ham chơi mà được mẹ dạy cách sử dụng thời gian hợp lý. Nàng ngọc nữ từng chia sẻ khoảnh khắc các con kiên trì ngồi để cặm cụi giúp bà ngoại gói chả giò. Hà Tăng còn đặc biệt giáo dục cho các bé về lòng biết ơn. Cô từng chia sẻ trên story về chiếc hộp biết ơn Mỹ Ratichusa của hai con. Trong đó là từng mẫu giấy màu xanh và trắng có dòng chữ tiếng Anh ngay ngắn của các con. Con biết ơn vì có một gia đình thật đáng yêu. Con biết ơn tất cả các cô giáo vì đã dạy con học rất nhiều điều ở trường. Con biết ơn mẹ vì hôm nay mẹ đã cho phép con được ăn món mình thích. Mình biết ơn cuộc sống vì đã thức dậy khỏe mạnh vào hôm nay. Từ hành động giản dị ấy, các con của Hà Tăng thể hiện tình cảm yêu thương và quý trọng đối với những người xung quanh. Hay trong ngày của bố, Louis lúc 3 tuổi cũng từng viết tấm thiệp ý nghĩa với dòng chữ Happy Father Day, I love you. Tạm dịch, chúc mừng ngày của ba, con yêu ba. Dù 3 tuổi, nét chữ còn ngoạch ngoạc, nhưng Louis đã cố gắng để gửi lời yêu thương đến người thân yêu. Có thể thấy cách dạy con của Hà Tăng dường như rất khác so với những gia đình tài phiệt khác. Cô không bao giờ khoe chuyện mua sắm những món đồ xa xỉ đắt đỏ cho con như dinh thự, siêu xe hay thể hiện sự nuông chiều con cái. Mặc dù con cái của họ đều là những cậu ấm cô chiêu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng lại vô cùng giản dị, chăm chỉ, chịu khó. Thậm chí như Bill Gates, ông còn khuyến khích con cái làm việc nhà bằng việc trả lương thay vì cho chúng tiền tiêu xài một cách thoải mái. Chính nhờ điều đó mà con của Bill Gates lớn lên không hề bị trượt dài trong những cuộc vui xa hoa tiệc tùng như nhiều Ricky khác, mà chọn con đường học tập, rèn luyện và tự lập từ sớm. Và thành tích học tập của con gái nhà Gates vô cùng đáng nể. Jennifer, ái nữ nhà Bill Gates còn đỗ đại học Stanford, top 5 trường tốt nhất ở Mỹ. Có thể thấy cách dạy con của Hà Tăng dường như lạ so với đám đông, nhưng lại vô cùng khoa học và hợp lý, giúp các con tự lập từ khi còn nhỏ. Ý thức được bản thân cần chăm chỉ, cố gắng để giỏi giang, chứ không bị ỷ lại vào sự giàu có của gia đình, để rồi lao vào những thói hư tật xấu. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.